Thưa quý vị, bất động sản bến du thuyền dành cho giới siêu giàu đã phát triển mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Và đáng chú ý là dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng mà theo ghi nhận thì giá trị bất động sản tại các khu vực đắt đỏ này vẫn không hề thuyên giảm mà thậm chí còn tăng lên. Một số nơi đã phát triển mạnh mẽ, ví dụ như là ở Monaco, Hồng Kông Trung Quốc, Miami. Còn tại Việt Nam thì bất động sản bến du thuyền cũng bắt đầu được một số doanh nghiệp quan tâm. Báo cáo thị trường bất động sản 2020 về Monaco của Savill cho thấy, bất chấp dịch bệnh, những bất động sản tại các quận trung tâm sở hữu bến du thuyền vẫn ghi nhận đà tăng. Giá một căn hộ studio một phòng ngủ 30m² view hướng biển quanh bến du thuyền Hercules có giá khoảng 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 52 tỷ đồng. Nhiều ý kiến nhận định, Việt Nam cũng có nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch bến du thuyền. Hiện tại ở Việt Nam thì đã phát triển rất nhiều loại hình bất động sản cao cấp, và một số năm trở lại đây thì phát triển các loại hình bất động sản siêu sang. Tuy nhiên thì bất động sản cao cấp bên bến du thuyền thì hiện nay ở Việt Nam chưa có nhiều, do vậy là nguồn cung vô cùng là hạn chế. Trong quá trình tìm hiểu về sản phẩm, chúng tôi cũng đón nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Tỉnh Quảng Ninh, nơi có vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới và cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt, đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đại diện Sun Group cho biết, tập đoàn này đang lên kế hoạch xây dựng quần thể dự án vịnh du thuyền Sun Marina tại Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Chúng tôi nhận thấy rằng Việt Nam chúng ta có một đường bờ biển rất đẹp và đã đến một thời điểm rất tốt để chúng ta khai thác được loại hình này. Bất động sản du thuyền trên thế giới đã chứng minh là một trong những hình thức du lịch vô cùng hấp dẫn. Các nghiên cứu thì chỉ ra rằng khách hàng đi du lịch bằng đường thủy có xu hướng chi tiêu cao hơn khách hàng đi du lịch bằng đường hàng không hay đường bộ khoảng hơn 40%. Do đối tượng khách hàng mà đi du lịch bằng đường thủy trên những tàu du lịch lớn xuyên quốc gia là những đối tượng khách hàng giàu có, thượng lưu. Ví dụ như tại bến cảng Monaco thì khách du lịch có thể trả tới 4.500 đô cho một đêm ở khách sạn để ngắm toàn bộ vịnh du thuyền. Thực tế cho thấy bất động sản tại các nơi có bến du thuyền đều gia tăng mạnh mẽ. Đồng thời bến du thuyền cũng là bệ phóng kích thích phát triển du lịch của địa phương. Bởi vậy, việc đầu tư loại hình kinh doanh mới mẻ này tại Việt Nam đang đặt ra nhiều kỳ vọng mới trên thị trường.